Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe. Một câu thôi, một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không, nếu câu trả lời là có anh hay. Ngày hôm nay Thu Phương sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ loa bằng Bluetooth đến từ thương hiệu Microwap M06VT, chắc chắn là sẽ khiến các bạn hài lòng. Và bộ loa được thiết kế tinh tế với màu đen sang trọng. Nếu như bạn là người yêu thích âm nhạc thì bộ loa M06VT sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng. Loa có công suất lên đến 10W với giải tần số âm thanh từ 50 đến 20.000Hz, giúp bạn có thể nghe được nhiều dòng nhạc khác nhau. Ngoài thưởng thức âm nhạc, bạn có thể chơi game, xem phim với âm thanh cực chất. Bộ loa M106BT gồm một loa siêu trầm và hai loa vệ tinh được kết nối với nhau. Với hệ thống loa 2.1 thì chắc chắn là sẽ mang đến âm nhạc đỉnh cao, giúp bạn có một không gian âm nhạc tuyệt vời. Loa có một nút điều chỉnh âm thanh ngay phía mặt trước và điều chỉnh âm trầm ở phía bên dưới, giúp bạn có thể điều chỉnh theo mức độ mong muốn. Và điểm đặc biệt của bộ loa M106BT đó là khả năng kết nối bằng Bluetooth không dây. Khả năng kết nối bằng Bluetooth sẽ giúp bạn dễ dàng nghe nhạc mọi lúc mọi nơi. Your device is connected. Bây giờ xin mời các bạn cùng Thu Phương test thử chất lượng âm thanh của sản phẩm nhé. Đầu tiên thì Phương sẽ test trên điện thoại trước. Nếu như đã ấn tượng với bộ loa mang đến âm thanh chất lượng cao này thì hãy nhấc máy lên và liên hệ cho chúng tôi tới số tại Hà Nội 04-3785-5633 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 08-3830-8569. Quý vị có thể truy cập vào website meta.vn để xem chi tiết về sản phẩm và đặt mua hàng online. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Meta để đón chờ nhiều video hấp dẫn hơn nữa. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.